Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa là bước sang Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Với truyền thống của người Việt thì đây là dịp sum vầy, thắp nén hương thơm cho tổ tiên. Nhưng với nhiều cư dân của dự án 8B Lê Trực tại Hà Nội thì đây là cái Tết thứ 5 họ không được về ngôi nhà của mình. Dù đồng tiền mua nhà là mồ hôi nước mắt, là tài sản cả đời của nhiều người, nhưng bao năm qua quyền lợi chính đáng của họ lại không được ai quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, bụi đã phủ mờ căn nhà này. Đây là một trong những căn nhà của khách hàng tại dự án 8B Lê Trực. Hơn 4 năm qua, thậm chí là đồ đạc đã chuyển về đây, tuy nhiên họ đã không thể về ở và đến thời điểm này vẫn phải thuê nhà. Và trong hơn 4 năm vừa qua, có rất nhiều khách hàng của dự án 8B Lê Trực phải chịu sự thiệt thòi này. Đã 5 năm trôi qua, chủ nhân đã không được về ở, còn căn hộ thì đã xuống cấp. Đây là di ảnh của bố chồng bà Nga. Cuối năm 2016, gia đình bà đã chuyển về đây ở được vài ngày, sau đó thì nhận được lệnh cưỡng chế của chính quyền. Sau gần 5 năm đi thuê nhà, hiện vợ chồng ông bà phải chuyển về ở nhờ nhà con gái trong khu tập thể cũ tại quận Thanh Xuân. Ba thế hệ ở chung trong một căn nhà chỉ vẻn vẹn hơn 30m². 5 năm qua, vào mỗi ngày lễ Tết, bà đều mua hương hoa gửi qua khe cửa bảo vệ tại dự án để họ thắp hương cho gia đình bà. Cha mẹ chúng tôi một năm có cái ngày Tết để về thắp hương, bố mẹ tôi mà không được về nhà để thắp hương cho bố mẹ. Tôi đã phải nhờ người bảo vệ thắp hương, chị bảo có gia đình nào như thế không? Chúng tôi rất muốn một năm được thắp hương chính ngôi nhà của mình. Trong ngôi nhà này đã có bà cụ mà chỉ chờ được về, mà không được về ngôi nhà đó, mà bây giờ cụ đã chết rồi đấy, mà vẫn chưa được về 5 năm trời. Tôi không hiểu lý do tại sao mà các ông chính quyền không nhìn đến quyền lợi của dân, mà chỉ nghĩ đến cái chuyện là đập phá, tôi không hiểu nó sao cả. Bây giờ phải nghĩ cho dân chứ, dân đã khổ như này rồi chứ, phải thương dân chứ. Lại phá mãi mà bây giờ 5 năm rồi không cho phần dân về thì bao giờ mới được về cái ngôi nhà của mình. Còn gia đình bà Xuân, sau khi thuê nhà ở nhiều nơi, hiện bà đã phải chuyển ra ngoại thành để ổn định. Gần 5 năm qua, bà cũng như hàng trăm khách hàng của 8B Lê Trực đã gửi đơn thư đi khắp nơi để cầu cứu, để sớm lấy lại quyền lợi của mình. Chúng tôi chỉ cầu mong chính quyền xử lý sai phạm 8B Lê Trực theo đúng bản chất của 8B Lê Trực, theo đúng quy định của pháp luật, một cách hợp tình hợp lý để làm sao cho người dân chúng tôi sớm nhất vào nhà ở của mình. Ai lại người dân đi làm đơn xin vào được ở nhà của mình, nghe nó một cách đau đớn. Với các khách hàng của 8B Lê Trực, cuộc sống của họ đã bị đảo lộn khi quyền lợi hợp pháp của người mua nhà bao năm qua không được giải quyết. Theo họ, việc phá dỡ hay không là việc của chủ đầu tư và chính quyền, nhưng quyền lợi của họ cần được bảo vệ. Chúng tôi đã làm khoảng độ lên trên 100 đơn kêu cứu gửi đến các cấp chuyên ngành, cả bên đảng, bên chính phủ, rồi là bên các cấp chính quyền của Hà Nội, để các chuyên ngành chuyên môn liên tục suốt từ năm 2017 đến giờ. Đấy, liên tục là đề nghị là giải quyết dứt điểm, và mục tiêu đưa ra này, một là giải quyết dứt điểm được tòa nhà, nếu tòa nhà phá được thì canh cho phá ngay, thì nếu mà không phá được thì phải tìm biện pháp để giải quyết cho người dân vào. Trong một thông cáo phát đi vào đầu tháng 12 2019, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong đó đánh giá Hà Nội rất chậm trong xử lý nhà 8B Lê Trực. Thủ tướng cho rằng vụ việc này đã biểu hiện yếu kém về quản lý nhà nước trong quy hoạch, trật tự xây dựng, đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm tại dự án này. Hơn lúc nào hết, những người dân mong chờ thành phố xử lý dứt điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng, bảo đảm kỷ cương, pháp luật, an toàn công trình và quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.